Xin kính chào tất cả các bạn, hôm nay Vũ mình sẽ test cho các bạn một bộ dàn trung Kenwood 1001 huyền thoại, dàn xoay trung rất là nổi tiếng của Kenwood, và chơi một bài nhạc xuân trước cho có không khí. Kết nối Bluetooth thông qua hộp Bluetooth các bạn nhé, và chất âm rất là bén dù là kết nối Bluetooth. Lưới loa đầy đủ và còn rất là đẹp nè các bạn. Tem vàng. Có hai sự lựa chọn Bluetooth. Nội thất của loa. Tới muôn chim hòa ca trong nắng mới, hoa mai đôi khoe sắc hương xuân tràn ngây ngất, đang nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho màu xanh lá còn tiên bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết, ngân vang ngân câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới xa. Ok, Tết tới rồi, hãy tạo cho mình một cái dàn âm thanh với cái giá khuyến mãi mà dàn máy và khuyến mãi những phụ kiện kèm theo. Chẳng hạn như có hai hộp Bluetooth hai loại thì các bạn có thể chọn một trong hai. Thì con này và con này đều là Bluetooth 5.0. Nhưng con này thì có thêm được cổng quang optical nếu các bạn kết nối Smart TV bằng cổng quang. Và micro karaoke các bạn nhé. Hai con đều có USB, nhưng mà con này là USB MP3, là con USB lossless. Còn con này thì có chỉnh âm lượng của Echo nè, micro, Echo, độ vang. Đó. Khuyến mãi kèm theo với cái giá thành nó rẻ hơn. Và con này hiện đang có điều khiển học cho các bạn từ xa, chỉnh rất là tiện nha. Và giá thành con xoay trung này đợt này có luôn biến áp cục đổi nguồn rồi các bạn nha. Các bạn chỉ cần việc gắn vào và nghe thôi. Đó. Hiện tại mình đang kết nối Bluetooth cổng AUX. Thì con này có nhiều cổng AUX để các bạn kết nối nhiều thiết bị bằng dây, điện thoại, máy tính, TV, analog, cổng thông dụng. Còn một cổng thì các bạn hãy kết nối với hộp Bluetooth. CD đang đọc tốt đĩa chép. Và đây là thất tuner. Các bạn, cái tuner này mình bán chung cả bộ máy chứ mình không có xé ra. Có nghĩa là các bạn có nhiều người hỏi là không lấy tuner thì bao nhiêu. Nhưng mà thật sự là cái giá thành này là cũng đã rất là rẻ rồi. Và cái tuner thứ nhất là kèm theo để cho nó đồng bộ. Đó. Nó tăng cái chiều cao của bộ dàn máy chúng ta lên, nhìn nó mạnh mẽ hầm hố hơn. Và tiếp theo là các bạn có thể sử dụng nó như một cái đồng hồ điện tử. Các bạn chỉnh giờ nha. Chỉnh giờ lại AM, PM. Rồi nó sẽ tự nó chạy luôn thành một cái đồng hồ điện tử xuyên suốt luôn. Đó. Còn nếu các bạn mở lên thì nó sẽ thành đài, nếu các bạn dò đài. Nhưng mà con này cái dải FM hơi ngắn, 90 thôi, tại vì nó thuần Nhật. Và chính cái thuần Nhật này made in Japan toàn bộ ba thớt cho tới cái cặp loa. Một trong những dàn xoay trung Serica đầu tiên huyền thoại. Nó mang về cái ngoại hình nè, từ cái dòng này cũng như là chất âm. Đó, nồi đồng, cối đá, đó. Chất âm của nó là cực kỳ mềm, cái âm trầm để các bạn cảm nhận. Bass đánh cực kỳ sâu, mềm, nhẹ nhàng luôn nha. Giống như là các bạn đang nghe từ một cục súp vậy.
Nhưng mà đây là dàn âm thanh stereo của cái đánh loa trái phải riêng biệt, và nó hỗ trợ cho cái phần bass của nhạc cụ rất là hay. Nó không bị kéo đuôi, nó không bị rền. Và nói về phần loa thì con này có cân nặng là 7,8 kg mỗi loa. Và tại sao nó nặng như vậy? Thì đây, các bạn hãy xem cái phần khung của loa cực kỳ luôn. Rồi sau đó là cái phần nội thất nha. Ở đây các bạn hãy nhìn thấy cái phần khung của loa. Một lớp, hai lớp. Nếu mà tính luôn cái khung của cái bass này là giống như ba lớp. Cái độ dày của nó tới 6 cm. Cái khung vào mặt trước nè, các bạn thấy. Rồi hai cái thành gỗ hai bên nó cũng dày cũng gần nè, bắt đầu tính từ cái phần mí này thì tầm khoảng gần 3 cm. Đó, những cái đại những cái nó còn làm theo kiểu vát cạnh nữa các bạn ha, vát. Đó, vát cạnh phía trước và vát cạnh phía sau, nhìn nó không phải là nó vuông vức hoặc là đơn giản là một cái loa hình chữ nhật, mà nó được cầu kỳ từ cái phần thiết kế. Phía sau cũng vậy luôn nè, dày cui nè các bạn thấy không. Và đây tiếp tục cái bộ mạch phân tầng nó nằm ngay ở phía sau này, phía sau cái chạm loa. Rất là nặng bởi vì cuộn dây đồng này, cái mật độ dây đồng rất là lớn. Và đây, dây đồng nguyên chất, bao sau bao nhiêu năm thì nó vẫn vậy thôi. Loa có bộ mạch phân tầng riêng, nó lọc lại cái phần công suất, cái tín hiệu rất là sạch nha. Rồi, tụ điện trở đó, nguyên một bộ mạch của chúng ta trong bản thân của loa. Rồi mình để cái loa xuống nha. Tiếp tục là cái phần khung bằng kim loại đúc hoàn toàn, do nó rất là nặng nha, rất là dày luôn, của cái phần bass cũ từ đôi và cái đường kính rất là lớn, made in Japan. Đó, cái âm trầm rất là độc đáo nha. Tiếp theo, con này cái khung này cũng bằng kim loại, cái phần siêu trép. Cái mũi chỉ có 2,5 cm, bằng lụa rất là mềm mại, nhưng mà ở phía sau các bạn, đường kính 8 cm và từ đôi. Rồi thêm một cái tiêu âm nữa, cái phần này là cái phần tiêu âm dành riêng cho cái này. Nó tiêu âm cái phần trép, nó không bị chồng chéo phần bass và trép. Cái phần đường kính này có thể tạo được một cái loa bass cho cái là dàn loa mini. Ok, hiện tại CD chúng ta đang đọc tốt đĩa chép nữa nè, để các bạn có thể dễ dàng chơi những cái đĩa mà có thể mua trên cái trang thương mại điện tử. Còn nếu mà có đĩa gốc thì chuẩn quá rồi. Đúng, nếu mà bộ này á thì có những cái đợt trước á mình cũng hay về ba thớt kiểu như vậy, hoặc là thêm một thớt nữa, đó chính là thớt cassette, thì nó sẽ cao lên một chút nữa. Nhưng mà đợt này có vẻ là cassette, cái người Nhật họ chơi không có thớt cassette rồi. À, đó, chiều cao của loa là 35 cm, và chiều sâu của loa và máy bằng nhau là 35 cm luôn. Các bạn hiện tại nhìn ở góc độ này thấy nó không bằng, tại vì cái này là nó vác xuống nè, đây nó cũng vác xuống nè. Đó, chứ thật sự là từ đây đây rất là dài luôn, gắn phần lưới vào là nó bằng với phần thân máy. Còn cái phần thân máy thì nó còn cộng thêm cái phần cái nút bằng nhôm này và cái phần dây điện, cái trạm loa. Và nói về cái phần này thì dây điện các bạn hãy xem dây nhé. Đây, dây nguồn nối nguồn. Ở phía sau nó có ổ điện để các bạn nối những cái nguồn điện này với nhau. Chỉ cần một dây cuối đi ra biến áp hoặc ổn áp thôi, rất là tiện luôn nha. Và đây là dòng cao cấp của hãng nên được trang bị trạm AV đều được mạ vàng hết luôn. Điểm kết nối cực kỳ tốt và bền bỉ theo thời gian. Và cái trạm CD cũng vậy luôn nè các bạn, sáng lóa. Dách bắp chuối mạ vàng luôn, phần loa cũng vậy, tem vàng. Nếu mà cắm thì kiểu này thì còn dư một ổ này. Thì một ổ này các bạn sử dụng ổ điện này, các bạn gắn cục sạc điện thoại vào và gắn hộp Bluetooth vào nha. Nối ở đây luôn là rất là tiện nha, bật nguồn mở nguồn đã lên hết toàn bộ. Tại vì cái cục sạc điện thoại sẽ gắn được điện 100V hay là 220 bất kỳ nha, cái Bluetooth đó. Mình sẽ test tiếp phần CD, sau đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đầu. Đây, CD 7002 này, kim giải mã nếu các bạn muốn có đổi CD. Nhưng mà giá cái đầu CD nó khá là cao nha. Một cái CD để chép. Đây, CD bấm play. Chúng ta chuyển qua cổng CD, đặt qua CD. Qua bài số 2. Cái bài này đánh trên cái bộ máy Kenwood xoay trung này. Mình cảm nhận nó là hay nhất luôn, bữa giờ test. CD này.
bát ở đây nè các bạn, và cái giải tầng của bát giống như cái súp giải cắt cắt tầng trở về cân bằng hết. Ngày ấy em như hoa sen, hãy đeo tai phone vào các bạn nhé. Khúc này bát rất là hay nè. Mỗi khi chiều lên, ngày ấy em như sương trong nép trên bông hồng mượt trên cánh nhung. Trời, nó đánh rung kiếm xung quanh luôn các bạn nhé. Cái độ trầm nó khá là sâu. Cái giải trầm của cái loa này theo thông số kỹ thuật là tầm khoảng dưới 40-45 hẹp, là gần ngoằn cục súp rồi. Cục súp là 40 hẹp á. Và mình đang để cân luôn nè, không có chỉnh tăng bass, nhưng mà cái phần âm trầm nó đánh đúng khỏe luôn. Những năm tháng vô tình mà lòng... Mà con này thì các bạn có thể chơi nhạc mạnh với cái âm trầm này cũng được nha, bởi vì tốc độ xử lý âm trầm của dòng Kenwood này cũng tốt, bởi vì lỗ thông hơi của nó khá là lớn. Nó không có phải là loa nén nên các bạn có thể chơi được nhạc mạnh, tốc độ bass nhanh. Và còn nói về ba cái thớt này thì Kenwood nó làm theo kiểu các bạn thấy mặt của nó là mặt phay nhôm phẳng nút bằng nhôm luôn nha các bạn. Cái dòng này á, là dòng đời đầu 1001, nó là cái con đường dẫn dắt dòng xây trung luôn á, nên nó phải tạo những cái phần công nghệ cũng như là thiết kế gọi là tối ưu nhất tại thời điểm ra mắt để mà giống như là dẫn dắt khách. Giá thành xuất xưởng rất là cao nha. Và con âm ly này nặng tới 7,6 kg, mặc dù nó là dòng xây trung với kích thước bề ngang là 2... Đây, bề ngang con này là 27 cm, chiều cao là 14. Đó, 7,6 kg lận nha. Tăng phô ở bên trong là tăng phô xuyến. Tăng phô xuyến là tăng phô hình vòng tròn các bạn, với mật độ dây đồng lớn hơn tăng phô hình vuông nha. Những cái dòng mà tăng phô xuyến có công suất cũng như là lọc nguồn rất là sạch, công suất khủng. Rồi, còn về mặt thiết kế thì các bạn thấy cái màu này nó cũng khá là hợp với những cái thiết kế nội thất hiện đại. Cái quán cà phê bây giờ cũng hay chơi tông màu xám đó các bạn. Đó, kiểu tối giản, cân đối trái phải ha. Không có quá nhiều nút, nó chỉ đơn giản là cái mặt phẳng bằng nhôm rất là dày. Đây, đó, siêu dày luôn, một trong những dòng dày nhất. Nếu mà theo kinh nghiệm của mình đó, thì nó chỉ thua đúng một dòng là dòng Yamaha NX10. Nhưng mà so với những phần còn lại là nó dày nhất, còn thua thằng đúng thằng da thôi. Và cái màu của Yamaha nó cũng làm theo kiểu màu này luôn. Vân là vân xước ngang chứ không phải là phủ sơn ánh kim giống dòng Onkyo. Rồi, gắn lưới vào cho các bạn xem nha. Mình xin chuyển qua nhạc, một thể loại nhạc khác thông qua hộp Bluetooth. Đó là nhạc guitar rumba, và cuối cùng là sẽ là một bài nhạc mạnh, một bài nhạc điện tử nhạc mạnh. Sau cái phần nhạc này mình xin giới thiệu cái đầu 7002 có bán rời, hoặc là thay thế cái đầu CD 1001 này thì cái thớt dày, thớt này nó sẽ dày hơn và đẩy cái máy này lên cao hơn. Nhưng mà giá thành thay đổi cũng khá là nhiều các bạn nha, bởi vì cái đầu này là cái đầu kim giải mã, 8 con chip giải mã Optical Smart TV. Chuyển về cổng AUX. Để CD, để chép. Có đĩa gốc âm thanh nó sẽ hay hơn nhiều lắm các bạn nha. Thank you.
nhận như thế nào về cái chất âm của con Ken này với dòng nhạc guitar thông qua hộp Bluetooth? Và đây là đầu 7002 với có 8 nguồn chip giải mã, có cổng quang optical, cổng coaxial nhận từ Smart TV đó, và xuất tiếp cổng quang ra hoặc là xuất tiếp coaxial ra và xuất analog ra. Đặc biệt là cái analog này giải mã cổng quang, giải mã cổng coaxial, sau đó xuất analog ra cho ampli này để chơi tiếp, hoặc là một cái ampli khác bất kỳ, một cái ampli bất kỳ nha. Và xin nhắc lại, với cái đầu này nặng gần bằng cái ampli, cái tăng phô bên trong rất là lớn, tăng phô nguồn bằng dây đồng nguyên chất lớn, lọc nguồn rất là sạch. Và đây, 8 con chip giải mã ở bên trong, 8 con chip PCM đó, thì nó cho một cái bộ lọc ở trong giải mã lại âm thanh rất là sạch. Sau đó xuất cổng analog này với trạm mạ vàng cho một cái ampli chơi. Rồi, ampli này hay là ampli nào cũng bắt được, ampli karaoke của các bạn. Và xin nhắc lại, nếu so với một cái đầu giải mã trên thị trường thì con này là một con giải mã rất là pro, giải mã đỉnh luôn nha. Nhưng mà tại vì cái size bề ngang của nó là size 27cm chứ không phải là size 43, nhưng công năng của nó và độ giải mã của nó bằng cái con rất là pro, những cái dòng size 43 luôn. Rồi, các bạn có thể mua rời cái đầu 7002 này hoặc là thay thế đầu 1001 này. Mình có để giá thành ở bên dưới. Có nhiều khách rất là chuộng những cái đầu giải mã Ken này vì nó nổi tiếng, âm thanh rất là sạch và có một cái chất âm quen thuộc, đó là mềm tiếng. Tiếng nó mềm hơn so với những cái dòng ôn, dòng đàn ông. Sôi động các bạn nhé, và nhạc mạnh trên YouTube. Con này thì có cũng có một cái cổng súp điện ngay đây luôn, là cũng mạ vàng, là ngay đây nè các bạn, đấy cái tay mình chỉ vào nè đó. Thì các bạn nghĩ nè, nếu mà con này thì không gian như vậy thì cũng chẳng cần súp đâu, không gian phòng khách luôn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình. Và giá thành là giá Tết kèm theo khuyến mãi giảm giá cho phụ kiện, đã bao gồm dây nhợi đầy đủ, biến áp và cả điều khiển về cái việc gắn vào nghe. Và nếu mua thêm hộp Bluetooth nữa thì chuẩn nha, có thể thay thế bằng giải mã của 7002, hoặc là các bạn muốn gắn Smart TV có thể sử dụng cổng quang của hộp Bluetooth này.